Kính thưa quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, thời gian qua trên mạng xã hội nổi sóng với hai hiện tượng, đó là ông Lê Anh Tú bộ hành xuyên việt với danh xưng pháp danh Minh Tuệ và những nội dung tự suy luận tương quan nhân quả được cho là của Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì một chùa ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thông tin với truyền thông, báo Giác Ngộ về những phát ngôn của Thượng tọa Thích Chân Quang trong một số clip mà dư luận phản ánh, giáo hội đã giao Ban Quần Pháp Trung ương và Văn phòng 2 tổ chức buổi làm việc vào ngày 19 tháng 4 vừa qua để kiểm điểm chấn chỉnh các nội dung dẫn dụ theo luật nhân quả trong giáo lý Phật giáo làm hoang mang xã hội. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã thông tin quan điểm của giáo hội trước các hiện tượng trên cơ quan ngôn luận của giáo hội. Trước câu hỏi là: thưa Thượng tọa, giáo hội vừa phát hành thông báo liên quan tới hiện tượng một công dân Việt Nam có tên là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại Hà Tĩnh, ngụ tại Gia Lai, bộ hành xuyên việt, cho biết là thực hành một trong những pháp môn của Đạo Phật là khổ hạnh, còn gọi là hạnh đầu đà. Thượng tọa có thể chia sẻ thêm về mục đích chính của thông báo trên như thế nào? Thượng tọa Thích Đức Thiện đã trả lời như sau. Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn hướng dẫn, cổ vũ, khuyến tấn và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tăng ni, Phật tử và mọi người trong xã hội bày tỏ niềm tin thực hành giáo pháp, kính ngưỡng phụng hành lời dạy của Đức Phật, tu tập các pháp môn của Đạo Phật theo đúng chính pháp, giới luật Phật chế cũng như phải tuân thủ theo pháp luật nhà nước. Giáo hội tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, cũng như quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo, thực hành lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo của tất cả mọi người dân. Đồng thời, Giáo hội Phật giáo Việt Nam có trách nhiệm xử lý các tổ chức cá nhân có những phát ngôn, thông tin truyền thông có nội dung xuyên tạc, thiếu chính xác, thiếu khách quan liên quan đến Phật giáo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tu tập theo hạnh đầu đà là một trong số các pháp môn mà người tu học Phật Pháp thực hành. Hiện nay, có những tăng ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang thực hành hạnh đầu đà, tu khổ hạnh tại các chùa, cơ sở tự viện theo đúng chánh pháp và các quy định của pháp luật. Đối với trường hợp bộ hành của ông Lê Anh Tú, pháp danh là Minh Tuệ, đã bị các TikToker, YouTuber lợi dụng đẩy hình ảnh câu view mà đưa ra nhiều bình luận xúc phạm tới Đạo Phật và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây đang là vấn nạn câu view lợi dụng hình ảnh Phật giáo rất cần chứng chỉnh hiện nay. Do đó, giáo hội có thông báo để tránh biến tướng đồng hóa với Phật giáo như một vài trường hợp đáng tiếc. Năm chú tiểu, các nhà sư ở Long An tham gia các trò chơi giải trí, thách thức danh hài, ca hát, nổi sóng dư luận trong thời gian dài. Câu hỏi tiếp theo là: hiện mạng xã hội còn có một hiện tượng, đó là những trích dẫn liên quan tới các phát ngôn được cho là xuất phát từ Thượng tọa Thích Chân Quang và một hai cá nhân khác. Thượng tọa có thể cho biết hiện Thượng tọa Thích Chân Quang có tham gia vào hệ thống tổ chức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hay không? Và nhận định của giáo hội về hiện tượng này như thế nào? Thượng tọa Thích Đức Thiện trả lời: về những phát ngôn của Thượng tọa Chân Quang, trong một số clip mà dư luận phản ánh, việc này giáo hội đã giao Ban Hoằng Pháp Trung ương và Văn phòng 2 Trung ương giáo hội tổ chức buổi làm việc vào ngày 19 tháng 4 tại Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để kiểm điểm, chấn chỉnh các nội dung dẫn dụ theo luật nhân quả trong giáo lý Phật giáo làm hoang mang xã hội, không đúng với tôn chỉ. Chúng tôi xác nhận Thượng tọa Thích Chân Quang chỉ là trụ trì ngôi chùa Phật Quang thuộc quản lý của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thượng tọa Chân Quang không còn tham gia các ban ngành của Trung ương, giáo hội cũng như Ban Trị sự địa phương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Giáo hội cũng đang tập hợp thông tin sẽ xử lý theo quy định tăng sự khi có đủ cơ sở.
Văn phòng Trung ương Giáo hội sẵn sàng tiếp nhận các phản ánh bằng văn bản chính thức liên quan đến vấn đề trên. Tới đây, Giáo hội tiếp tục làm việc và chấn chỉnh việc thuyết giảng của tăng ni, nhất là trên không gian mạng xã hội. Vâng, thưa quý vị Phật tử và quý thính giả theo dõi kênh, chúng ta là những người nghe Pháp, học Phật và thực hành chánh niệm cũng cần phải có những chính kiến riêng của mình, phải phân biệt được đúng sai, phải đạo, cái gì nên nghe, nên tin và nên học theo. Thời gian gần đây khắp mạng xã hội tràn ngập hình ảnh một vị sư đầu trần, chân đất, đắp một tấm y, chấp vá từ nhiều mảnh vải được nhặt nhạnh từ đâu đó, và ôm bình bát tự chế bằng ruột nồi cơm điện, đi khất thực dọc theo chiều dài con đường quốc lộ mà không xác định điểm đến. Nhiều người nói rằng vị sư này đã đi như thế suốt chiều dài đất nước Việt Nam từ nhiều năm qua, cứ từ Nam ra Bắc, rồi từ Bắc vào Nam, nghe nói đã được 4 dòng ra vào như thế. Sư đi chỉ để mà đi, không cần điểm đến. Vị sư này chính là Thầy Thích Minh Tuệ. Thầy nói với mọi người rằng mình không phải là tăng sĩ của giáo hội. Thầy không nhận đệ tử, nói rằng không dám làm thầy của bất cứ ai, mà chỉ là người đang tập học theo lời dạy của Phật. Thầy không nhận cúng dường bằng tiền bạc, chỉ nhận thức ăn trong buổi sáng để ăn vào giữa ngày ngọ thực. Ngoài ra thầy không nhận bất cứ thứ gì khác. Thầy cũng không vào trú ngụ trong nhà người dân, mà dừng lại ngủ nghỉ ở bất cứ nơi nào vào cuối ngày. Gốc cây, cánh đồng trống, nghĩa trang đều là nơi thầy có thể nghỉ qua đêm. Và khi ngủ nghỉ, thầy cũng chỉ ngồi không nằm. Khi viết những dòng này, thì những bước chân độc hành của thầy không còn là độc hành nữa, mà đã có hàng ngàn người nối bước đi theo, thậm chí là vây quanh thầy bất cứ khi nào có thể. Và họ đi chỉ để được đi theo thầy, cũng không cần phải đi đến đâu. Những ghi nhận trên đây là thực tế nhìn thấy, nghe, biết từ xa, chưa bàn đến việc đúng hay sai, nên hay là không nên. Với công năng của mạng xã hội ngày nay như Facebook, TikTok, YouTuber, thì số lượng người nhìn thấy và nghe biết như vậy đã lên đến hàng trăm ngàn, nếu không muốn nói là có thể đến hàng triệu. Và như vậy, câu chuyện về thầy Minh Tuệ không chỉ dừng lại ở những ghi nhận đơn thuần về việc làm của một cá nhân, mà đã tạo ra những ấn tượng mạnh mẽ ở những người xem thấy hay nghe biết. Những ấn tượng đó là tích cực hay là tiêu cực? Tất nhiên là còn tùy thuộc vào sự hiểu biết và cảm nhận của mỗi người, không ai giống ai. Tuy nhiên, trong số rất nhiều ý kiến bài viết về thầy Minh Tuệ đang lưu hành qua Internet, có thể tạm phân chia thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất, phản đối, chê trách. Nhóm thứ hai, ngợi khen, tán thán. Và nhóm thứ ba là bày tỏ sự hoài nghi không xác định. Trong thực tế, có một số bài viết rơi vào cả hai hoặc ba nhóm này. Khi người viết vừa tán thành ở một số điểm, vừa không tán thành ở những điểm khác, và thậm chí còn có cả những điểm hoài nghi không xác định. Do vậy, bài phân tích này sẽ không đề cập riêng đến ý kiến của bất kỳ ai, mà chỉ xin nêu ra những điểm người viết thấy cần góp ý như sau. Cùng một hiện tượng mà có thể tạo ra nhiều luồng ý kiến phức tạp khác nhau, điều này quả thực là ít có. Bài viết này không có tham vọng đưa đến một sự nhận hiểu đồng thuận về việc làm của thầy Minh Tuệ, bởi điều đó tất nhiên là bất khả thi. Tuy nhiên, quan điểm của người viết là một khi đã nêu ý kiến trước công luận, có nghĩa là chấp nhận chia sẻ với nhiều người, chứ không chỉ riêng mình biết, thì cần thiết phải tôn trọng những chuẩn mực chung. Và trong trường hợp của người Phật tử thì chuẩn mực chung cao nhất chính là kinh điển, chứ không phải là những ý kiến chủ quan của bất kỳ ai. Do vậy, đứng trước một vấn đề, chúng ta ai cũng có quyền khen ngợi hoặc là chê trách. Nhưng điều quan trọng là sự khen ngợi hoặc chê trách đó phải đúng đắn, có căn cứ, có lập luận hợp lý, thay vì chỉ là những cảm nhận chủ quan.
vì những ý kiến chủ quan của một người khi chia sẻ rộng rãi lại có thể tạo ra ảnh hưởng nơi nhiều người khác. Nếu ảnh hưởng đó đúng đắn thì tất nhiên là việc tốt, nhưng nếu là sự ảnh hưởng từ những nhận xét không chính xác thì sẽ không tốt chút nào. Có người gọi việc rất nhiều người đi theo thầy Minh Tuệ là hiệu ứng đám đông. Cách gọi này là không chính xác. Hiệu ứng đám đông hàm nghĩa là người tham gia vào một sự kiện nào đó mà hoàn toàn không có chủ ý của chính mình, chỉ làm theo đám đông vì tin rằng đám đông đó hành động đúng. Trong trường hợp những người đi theo thầy Minh Tuệ, chúng ta không thể xác định ý nguyện hay nhận thức riêng của mọi người, nhưng chắc chắn không thể nói chung rằng tất cả họ chỉ làm theo đám đông. Tất nhiên còn có thể bàn thêm về nhiều nguyên do khác nhau, nhưng sử dụng cách nói hiệu ứng đám đông trong trường hợp này là thiếu chính xác, nếu không muốn nói là có thể xúc phạm nhiều người trong số đó. Sau đây là những lời chỉ trích. Có những chỉ trích rất nặng nề đối với việc thầy Minh Tuệ ôm nồi cơm điện đi lang thang, thậm chí còn gọi thầy là thằng ba trợn. Một số khác phê phán, chỉ trích khác, ngay cả từ một số tăng sĩ cho rằng nếu đã tự nói mình không phải tu sĩ Phật giáo thì không được hất thực, không được đáp y, dù là tấm y khác biệt với những tăng sĩ khác, vì vẫn làm cho Phật tử lầm tưởng đó là tăng sĩ. Thậm chí có người còn lạm dụng những từ nặng nề như trộm pháp, trộm tăng tướng, vân vân. Chúng ta sẽ bỏ qua tất cả những chỉ trích tương tự thuộc loại này vì chúng hoàn toàn vô lý, vô căn cứ và thô thiển đến mức người Phật tử tỉnh táo nào cũng có thể nhận ra, không cần bàn đến. Giáo pháp của Đức Phật là rộng mở cho bất cứ ai, ngay cả ngoại đạo tà giáo mà thức tỉnh muốn vận dụng thêm một phần lời Phật dạy để tu tập cũng không ai cấm cản. Dưới đây chúng ta sẽ chỉ đề cập đến những chỉ trích mà người nêu ra có thể hiện tinh thần trách nhiệm, có thiện ý muốn tốt đẹp cho cộng đồng. Và do vậy, những ý kiến chỉ trích này cho rằng lẽ ra thầy Minh Tuệ không nên làm như vậy, không nên đi như vậy, không nên tu theo cách như vậy thì tốt hơn. Dưới đây chúng tôi chỉ nêu một vài ý kiến tiêu biểu thuộc loại này. Đó là việc đắp y nhiều màu, dùng bình bát bằng ruột nồi cơm điện là không đúng pháp. Những người chỉ trích cho rằng ngay cả y phấn tảo được chấp vá từ nhiều mảnh vải cũng phải được nhuộm thành một màu, chứ không thể để lòe loẹt như vậy gây phản cảm đối với hình ảnh một tăng sĩ Phật giáo. Và bình bát là một pháp khí được xem như bảo bối của đạo Phật, không thể tùy tiện thay bằng ruột nồi cơm điện, như vậy là bôi bát làm xấu Phật giáo. Tất nhiên nhận xét như thế nào là quyền của mỗi người. Ở đây chỉ xin nêu hai ý kiến như thế này. Thứ nhất, kinh điển ghi nhận việc một vị tăng chỉ sở hữu duy nhất một bình bát, còn gọi là nhất bát, dùng để đi khất thực, nhưng chưa thấy chỗ nào đưa ra quy chuẩn về bình bát phải làm bằng chất liệu gì hay là làm như thế nào. Từ điển Phật Quang bản Hán ngữ, trong một mục từ nhất bát ghi nhận biểu thị Phật giáo tu hành giả sinh hoạt chi giảng pháp, tức là biểu thị đời sống đơn giản mộc mạc của người tu hành trong Phật giáo. Dựa theo đây mà nói thì cái bình bát bằng ruột nồi cơm điện của thầy Minh Tuệ không có gì là trái luật, mà ngược lại còn rất đơn giản và mộc mạc. Thứ hai, kinh điển đề cập đến tệ nạp y, gọi tắt là nạp y, cũng gọi là phấn tạo y, đều mang ý nghĩa làm tấm y xấu tệ, không có giá trị với người đời. Chúng tôi không thấy chỗ nào nói đến việc quy định màu sắc đối với y, còn gọi là cà sa, của một vị tăng thông thường, thì đúng là không nên chọn màu đẹp đẽ, mà nên nhuộm cho xấu đi, gọi là hoại sắc, trong ý nghĩa là để tránh sự tham chấp vào hình sắc. Riêng y phấn tảo mà một vị tăng theo hạnh Đầu Đà sử dụng thì không thấy nói đến việc nhuộm màu. Kinh Thập Nhị Đầu Đà, Phật thuyết Thập Nhị Đầu Đà Kinh do Ngài Câu Na Bạc Đà La dịch từ Phạn ngữ sang Hán ngữ vào đời Tống có dạy rằng: ưng nhập tụ lạc trung,
thập cố trần khí vật hoáng chi linh tịnh, tác tệ nạp y phú trừ hàng lộ. Tức là nên vào trong xóm làng nhặt những mảnh vải cũ đã dứt bỏ đi, giặt cho sạch sẽ, may thành nạp y đắp lên người để ngăn sự rét lạnh sương gió. Rõ ràng trong kinh không nói đến việc phải chọn màu sắc hay phải nhuộm cho cùng màu các mảnh vải nhặt được. Như vậy, tấm nạp y và bình bát của thầy Minh Tuệ không có gì là không đúng pháp. Còn nếu nói là gây phản cảm thì đó là cảm nhận riêng của mỗi người, chúng ta không bàn đến. Tuy nhiên, với rất nhiều người đang công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ, yêu mến thầy thì họ đã thấy là không có gì phản cảm cả. Vấn đề thứ hai là việc một tăng sĩ đi lang thang không trụ xứ là không đúng pháp. Những người đưa ra ý kiến chỉ trích này tranh cãi xoay quanh việc cho rằng thầy Minh Tuệ không thực hành đúng hành Đầu Đà. Thầy Minh Tuệ không đủ điều kiện như luật quy định để làm một du tăng. Thầy Minh Tuệ lang thang khất thực trên đường như vậy không đúng pháp, vân vân. Trước hết xin lưu ý rằng thầy Minh Tuệ đã tự nói với mọi người rằng thầy không phải là một thầy tu, không thuộc về chùa hay giáo hội nào. Thầy không dám làm thầy bất cứ ai, mà chỉ là một công dân Việt Nam đang tự mình học tập theo lời Phật dạy. Với một người như vậy thì những chỉ trích như trên là không đúng chỗ. Bởi là một công dân thì có quyền làm mọi điều không vi phạm pháp luật, còn những quy định thuộc về nội bộ của Phật giáo thì không áp dụng cho người này. Tuy nhiên cá nhân tôi vẫn xem thầy là một vị thầy Phật giáo. Đây là ý kiến riêng của chính tôi, dựa trên những gì tôi nghe, tôi biết được, nên tôi sẽ tiếp tục cân nhắc xem những chỉ trích như trên nếu áp dụng cho một vị thầy Phật giáo thì có đúng hay không. Thật ra, việc có những vị tăng sĩ tu hành không ở cố định một trụ xứ là chuyện rất bình thường trong Phật giáo. Trong sách Cảnh Đức Truyền Đăng Luật quyển 27 còn ghi lại những câu thi kệ được rất nhiều biết đến. Nhất bát thiên địa phạn, nhất bát thiên gia phạn, cố thân dạng lý du. Tức là bình bát cơm ngàn nhà, thân nơi muốn dầm xa. Nếu ở yên một chỗ thì làm sao có việc ăn cơm ngàn nhà? Một thân cô độc đi như dạo chơi trên đường muôn dặm, chẳng phải là hình ảnh một vị tăng Phật giáo đó sao? Như vậy có thể thấy rằng việc một vị tăng sĩ chọn tu tập ở một trụ xứ như chùa, tự viện, tịnh thất tất nhiên là quen thuộc với hầu hết chúng ta. Nhưng nếu có người rời khỏi nơi ở cố định để tu tập theo cách vô trụ xứ thì cũng không có kinh điển nào nói việc ngăn cấm. Và cũng theo ý này, thầy Minh Tuệ khất thực đúng pháp, chỉ nhận vừa đủ ăn, không nhận gì khác ngoài thức ăn, chỉ ăn ngày một bữa. Trên con đường muôn dặm thì không có gì sai với giáo pháp của Đức Thế Tôn. Vậy nếu nói thầy Minh Tuệ tu hành Đầu Đà thì có đúng pháp hay không? Trước hết tôi không dám chắc là thầy Minh Tuệ có tự nhận rằng mình tu hành Đầu Đà. Tuy nhiên, điều đó là có. Chúng ta thử tìm hiểu xem thế nào là hành Đầu Đà. Trong Thanh Tịnh Đạo Luận và một số kinh điển Nam truyền có nhắc đến 13 hạnh Đầu Đà như sau. Thứ nhất, hạnh phấn tạo y. Thứ hai, hạnh ba y. Ba, hạnh khất thực. Thứ tư, hạnh khất thực từng nhà. Thứ năm, hạnh nhất tọa thực. Thứ sáu, hạnh ăn bằng bát. Thứ bảy, hạnh không để dành đồ ăn, tức là không nhận đồ ăn sau khi đã ăn xong. Thứ tám, hạnh ở rừng. Thứ chín, hạnh ở gốc cây. Thứ mười, hạnh ở giữa trời. 11, hạnh ở nghĩa địa. 12, hạnh nghỉ chỗ nào cũng xong. Và 13 là hạnh ngồi không nằm. Trích từ Thanh Tịnh Đạo Luận của Ngài Phật Âm, chương 2, Ni Sư Trí Hải Diệt Dịch. Trong kinh điển Mắt Truyền thì hiện còn lưu giữ kinh Thập Nhị Đầu Đà như tôi đã dẫn ở phần trước. Trong kinh này Đức Phật đã dạy 12 hạnh Đầu Đà như sau. Nhất giả tại A Lan Nhà Xứ.
nhị giả thường hành khất thực, tam giả thứ đệ khất thực, tứ giả thụ nhất thực phát, ngũ giả tiết lượng thực, lục giả trung hậu bất đắc ẩm tương, thất giả trước tệ nạp y, bát giả đảng tam y, cửu giả trũng gian trụ, thập giả thụ hạ chỉ, thập nhất giả lộ địa tọa, thập nhị giả đảng tọa bất ngoạ. Xin dịch nghĩa sang tiếng Việt là: thứ nhất, sống nơi thanh vắng yên tĩnh; thứ hai, thường thực hành pháp khất thực; thứ ba, đi khất thực luôn bình đẳng theo thứ lớp; thứ tư, mỗi ngày chỉ ăn một bữa; thứ năm, ăn điều độ có chừng mực; thứ sáu, sau bữa ăn không uống nước; thứ bảy, chỉ dùng tệ nạp y; thứ tám, chỉ có ba tấm y; thứ chín, ngủ nghỉ nơi nghĩa địa; thứ mười, ngủ nghỉ dưới gốc cây; 11, ngủ nghỉ nơi đồng trống; và 12 là khi nghỉ ngơi cũng chỉ ngồi không nằm. So sánh như trên, chúng ta thấy số lượng 13 hạnh tuy nhiều hơn nhưng lại vừa thừa vừa thiếu. Chẳng hạn như không thấy có hạnh số 1, nơi ở thanh vắng, và số 5 ăn có chừng mực như trong số 12 hạnh. Trong khi đó, hạnh thứ 12, nghỉ chỗ nào cũng xong, thật ra là thừa khi đã có 4 hạnh từ 8 đến 11, kể ra những chỗ nghỉ dâm dân. Kinh Thập Nhị Đầu Đà cũng giảng giải chi tiết về 12 hạnh đầu đà. Quý vị nào quan tâm có thể tham khảo thêm. Chúng ta có thể phân chia 12 hạnh đầu đà như trên thành 3 nhóm: 2 hạnh liên quan đến y phục, 7 và 8, 5 hạnh là việc ăn uống từ 2 đến 6, và 5 hạnh là về chỗ ngủ nghỉ từ 19 đến 12. Hiểu được như vậy, chúng ta không cần thiết phải so sánh từng chi tiết mà chỉ cần quan sát 3 điểm: ăn, mặc và ngủ nghỉ, thì có thể biết một người có thực hành hạnh đầu đà hay không. Bởi vì rất rõ ràng là khi thực hành hạnh đầu đà, việc ăn mặc và ngủ nghỉ của hành giả hoàn toàn không giống như những người bình thường. Cần lưu ý rằng 12 hạnh đầu đà cũng giống như 12 sự chỉ dẫn để làm theo, hành giả không nhất thiết và cũng không thể cùng lúc thực hiện tất cả. Chẳng hạn như đã ngủ nghỉ nơi nghĩa địa thì không thể ngủ nghỉ nơi đồng trống, vân vân. So với những gì ta đã nhìn thấy nơi chuyện ăn mặc ngủ nghỉ của thầy Minh Tuệ, ta có thể thấy là không khác biệt, đúng là thầy đang theo hành đầu đà. Vấn đề thứ ba là cách tu của thầy Minh Tuệ gây ra sự chia rẽ trong Phật giáo. Những người chỉ trích lập luận, nếu cho rằng chỉ có thầy Minh Tuệ là tu theo chánh pháp, thì không lẽ nào hàng chục ngàn tăng ni đang ở trong các chùa, trong tịnh xá tu viện kia không tu theo chánh pháp? Do vậy, họ lo ngại rằng hình ảnh tăng ni hiện tại đang bị suy giảm trước nhãn quan của quần chúng. Nghiêm trọng hơn, trong nhóm ý kiến chỉ trích này, có người còn cho rằng thầy Minh Tuệ đang gây chia rẽ trong Phật giáo, đang phá hòa hợp tăng bằng việc thực hành cách tu khác biệt của mình. Ý tưởng cho rằng việc ca ngợi thầy Minh Tuệ sẽ làm giảm đi sự tôn kính của Phật tử đối với chư tăng ni ở từ viện, vì cho rằng họ tu không đúng chánh pháp, là một so sánh loại trừ hoàn toàn không đúng. Trước hết, thầy Minh Tuệ không thuyết giảng, không nói chuyện nhiều với Phật tử. Do vậy, việc tôn kính hay là ca ngợi thầy đều là tự phát. Ở đây chúng ta lưu ý rằng, nếu hình ảnh thầy Minh Tuệ gợi lên được niềm kính tín ở một số đông người, thì sự kính tín đó cũng có thể hướng đến chư tăng ni bất cứ khi nào các vị chứng tỏ được rằng mình đang hành trì chánh pháp. Đây không phải là một sự lựa chọn hay loại trừ lẫn nhau. Chỉ cần người Phật tử có sự nhận hiểu đúng về chánh pháp thì chắc chắn sẽ không có những phán đoán sai lầm. Nhưng nếu như người Phật tử không hiểu chánh pháp thì một phần lớn trách nhiệm hẳn phải quy về nơi những người trong nhiều năm qua đã nhận lãnh vai trò giáo hóa. Như vậy, tất nhiên cả hai trường hợp đều không thể đổ lỗi cho sự tu tập của thầy Minh Tuệ được. Cũng cần lưu ý rằng, việc tu tập của thầy Minh Tuệ đã âm thầm diễn ra từ nhiều năm qua,
và thầy chưa hề gây ảnh hưởng không tốt đến bất kỳ ai. Do vậy, nếu vì lý do nào đó mà người Phật tử suy giảm niềm tin đối với một số tăng ni, thì cần xem lại chính các vị đó. Không có lý do gì để đổ lỗi cho thầy Minh Tuệ cả. Việc tu theo chánh pháp không phải là độc quyền của riêng ai, và chánh pháp của Phật cũng không chỉ riêng là việc khất thực hay theo hạnh Đầu Đà. Còn có rất nhiều pháp môn khác được chỉ bày trong kinh điển, mà với bất cứ pháp môn nào trong số đó, chỉ cần người hành trì thực sự chuyên tâm tu tập cầu giải thoát, chắc chắn người Phật tử thành tín sẽ hết lòng kính ngưỡng tôn trọng. Một số người đã đi quá xa khi so sánh việc thầy Minh Tuệ khất thực và theo hạnh Đầu Đà làm chia rẽ tăng đoàn là phá hòa hợp tăng. Họ so sánh với trường hợp của Đề Bà Đạt Đa thuở xưa đã đề xuất 5 điều cực đoan nhưng bị Đức Phật từ chối. Lập luận này có thể thấy ngay là hoàn toàn vô lý. Đề Bà Đạt Đa là người chủ động đề xuất, kêu gọi những điều mà Đức Phật biết rằng không thích hợp để ứng dụng chung cho tất cả các tỳ kheo, cho nên Phật đã không chấp nhận. Còn trường hợp thầy Minh Tuệ, theo cách nhìn của những người này, có thể cho là đã tu tập một cách cực đoan, vì cũng không thể áp dụng cho tất cả các tỳ kheo. Nhưng điều khác biệt hoàn toàn ở đây là thầy Minh Tuệ không hề kêu gọi hay lo kéo bất kỳ ai tu tập theo giống mình. Và thầy Minh Tuệ cũng không tự chế ra pháp tu mới nào như nhiều người lầm tưởng. Những gì thầy đang thực hành đều có ghi chép trong kinh điển, cho nên quy kết như trên là vô lý và thiển cận. Trong thực tế, chúng ta quả thực đã thấy rõ sự chia rẽ trong hàng ngũ tăng ni qua sự kiện này. Nhưng nói chính xác thì đây chỉ là sự chia rẽ giữa một số các vị tăng, hoàn toàn không thể gọi là chia rẽ tăng đoàn, càng không liên quan gì đến trường hợp gọi là phá hòa hợp tăng. Một tăng đoàn hòa hợp thì chắc chắn sẽ càng tinh tấn, hòa hợp hơn nữa qua sự kiện này. Sự chia rẽ mà chúng ta nhìn thấy trong những ngày qua chính là những luận ý kiến khác nhau từ chính các vị tăng sĩ như tôi đã đề cập. Kẻ khen người chê, không chấp nhận ý kiến của nhau thì tự gây ra chia rẽ. Điều đó không liên quan đến một tăng đoàn hòa hợp đúng nghĩa tu tập theo lời Phật dạy. Và sau đây là những lời khen ngợi. Kính thưa quý vị và các bạn, đã có rất nhiều ý kiến khen ngợi ca tụng thầy Minh Tuệ. Và rõ rệt hơn nữa là đã có hàng ngàn người đổ ra đường để chờ đón thầy hoặc để đi theo thầy, cùng theo thầy vào cả những nghĩa trang hay bãi đất trống khi thầy dừng nghỉ. Sự cung kính của người Phật tử đối với một bậc tu hành là điều rất đáng mừng. Tuy nhiên, chúng ta đều biết rằng, ngay cả khi khen ngợi hay là ca tụng ai, thì sự khen ngợi hay ca tụng đó cũng cần phải đúng đắn, hợp lý thì mới thực sự có giá trị. Trong thực tế, đối với một bậc chân tu thì sự ca tụng hay là tôn thờ không đúng mức còn là một chướng duyên rất lớn cho vị ấy. Chúng tôi sẽ không lặp lại tất cả những lời khen ngợi đối với thầy Minh Tuệ, mà chỉ xin nêu ra đây một vài điểm mà theo chúng tôi là thực sự chưa thích hợp. Thứ nhất, thầy Minh Tuệ tu hành Đầu Đà là một tầng bậc cao hơn giới luật, chỉ có pháp tu này mới mau giải thoát. Rất nhiều người đã khen ngợi ca tụng thầy, nhưng hoàn toàn không đúng ở điểm này. Chúng ta sẽ thử tìm hiểu qua lời Phật dạy về vấn đề này để thấy được chỗ không đúng. Những gì chúng tôi trình bày dưới đây sẽ cố gắng y cứ vào kinh điển và giáo pháp, hoàn toàn không phải ý kiến chủ quan của người viết. Trước hết là hành Đầu Đà hoàn toàn không phải là một pháp tu. Do đó, nếu một người suốt đời hay thậm chí nhiều đời nhiều kiếp chỉ giữ theo 12 hành Đầu Đà, người đó cũng không bao giờ đạt đến sự giải thoát, không bao giờ giác ngộ. Thứ hai, hạnh Đầu Đà khác giới giới luật và càng không phải là một tầng bậc cao hơn giới luật. Mặc dù chúng ta thấy có vẻ như giữ theo hạnh Đầu Đà là khó khăn hơn, Đức Phật chưa bao giờ dạy rằng các vị tỳ kheo phải theo hạnh Đầu Đà mới đạt được sự giải thoát giác ngộ. Thứ ba là
Hạnh đầu đà khác với khổ hạnh, không phải là khổ hạnh. Chữ đầu đà cũng được phiên âm là đẩu tẩu, mang ý nghĩa là rũ bỏ, dẹp bỏ. Nghĩa là những hạnh này có công năng giúp người tu tập rũ bỏ, dẹp bỏ tâm tham dục, sân hận, ái luyến. Các hạnh đầu đà có thể rất khó thực hành đối với người bình thường, nhưng thật ra không quá cực đoan và ép sát như người tu khổ hạnh. Chính Đức Phật đã từ bỏ lối tu khổ hạnh, nên không có lý do gì Ngài lại dạy đệ tử tu khổ hạnh ép sát. Do vậy, nếu chúng ta gọi các hạnh đầu đà là khổ hạnh hoặc đầu đà khổ hạnh đều là sai ý nghĩa. Lấy thí dụ, hạnh đầu đà thứ 5 nói rằng ăn điều độ có chừng mực. Đây không thể xem là khổ hạnh. Có người giải thích rằng chỉ ăn một nắm cơm trong bát. Không phải như vậy. Bình bát của vị khất sĩ được gọi là ứng lượng khí, tức là vật chứa tùy theo lượng mức cần thiết. Điều này có nghĩa là nếu một vị tỳ kheo cần một lượng thức ăn nhiều mới đủ bữa, vị ấy có thể chọn một bình bát hơi lớn hơn. Còn ngược lại, nếu ăn ít thì sẽ chọn một bình bát nhỏ hơn cho phù hợp. Đó gọi là ứng lượng. Đức Phật không dạy rằng người tu phải ăn uống thiếu đói, mà dạy rằng nên ăn vừa đủ, biết đủ. Trong Quy Sơn Cảnh Sách Văn, Tổ Quy Sơn có nói: tam thường bất túc, tức là ba chuyện ăn mặc và ngủ nghỉ đừng cho đến mức đủ. Điều này có nghĩa là một vị tỳ kheo nếu ăn ba chén cơm là vừa no, thì gần đến mức no đủ, vị ấy nên bớt lại một chút, còn gọi là bất túc, chứ không có nghĩa là ăn quá ít, ăn đói. Như vậy, nếu một vị thân hình to lớn có nhu cầu ăn nhiều hơn, cần đến 6 chén, thì vị ấy vẫn ăn được đủ 6 chén. Nhưng khi ăn đến chén cuối cùng, lúc đã gần no đủ thì nên bớt lại một chút. Trong Pháp Hoa Văn Cú, Đại sư Trí Khải giải thích về hạnh đầu đà này: đá thực nan tiêu sanh thủy giải đãi, tiểu thực cơ quyền pháp lực, cố tiết lượng thực. Có nghĩa là ăn quá no thì khó tiêu hóa, sinh ra buồn ngủ và lười biếng. Ăn quá ít thì đói gầy mất sức, cho nên phải ăn uống tiết chế vừa đủ. Chúng ta thấy rõ đây hoàn toàn không phải là khổ hạnh. Và như hạnh thứ 12, khi nghỉ ngơi chỉ ngồi không nằm, có vẻ như rất khó thực hiện đối với người bình thường. Nhưng một vị hành giả tu tập có ý chí kiên cường khổ luyện thì trải qua một thời gian rồi sẽ thấy bình thường, có thể thực hiện được mỗi ngày mà không phải đau đớn khổ nhọc gì. Đó là do cơ thể khi được luyện tập sẽ có khả năng thích nghi. Và đối với những ai có thực hành thiền tọa nhiều đều biết, nếu ngồi đúng tư thế thiền tọa để nghỉ ngơi thì cơ thể vẫn chấp nhận được, cho nên đây cũng không thể gọi là khổ hạnh. Ngoài ra, trong trường hợp đang đề cập, chúng ta cần tìm hiểu và phân biệt thật rõ ràng ba khái niệm khác nhau sau đây. Thứ nhất là giới hay giới luật. Đây là những điều mà bất cứ người Phật tử chân chánh nào cũng phải thọ trì, nghĩa là thọ nhận và giữ gìn theo suốt cuộc đời của mình. Người cư sĩ có 5 giới, vị sa di có 10 giới, vị tỳ kheo có 250 giới, vị tỳ kheo ni có 348 giới, theo tứ phần luật. Những giới luật này là bắt buộc đối với một người đệ tử Phật, trong ý nghĩa là nếu không giữ giới thì người ấy không còn là đệ tử của Phật. Một người cư sĩ Phật tử, nếu không giữ theo 5 giới thì danh xưng Phật tử đó không chân chánh, không đúng nghĩa. Thứ hai là pháp môn tu. Phật dạy, nhiều pháp môn tu tùy theo căn cơ hoàn cảnh riêng của mỗi người đều có thể tự chọn cho mình một pháp môn tu thích hợp. Có người tu thiền, có người tu tịnh độ. Mỗi pháp môn tu đều nên có thầy truyền dạy và hướng dẫn để sự tu tập không sai lệch. Thứ ba là các công hạnh. Hạnh đầu đà là một trong số rất nhiều công hạnh mà người tu có thể phát nguyện làm theo, gọi là lập hạnh. Có người lập hạnh chăm sóc người già, có người lập hạnh bố thí, có người nguyện giữ theo 12 hạnh đầu đà. Vào thời Đức Phật, Ngài Mahakayip là người theo hạnh đầu đà
và được Đức Phật khen ngợi gọi là Đầu Đà Đệ Nhất. Vì Ngài được Phật khen là đệ nhất, nên chúng ta biết rằng ngoài Ngài Ca Diếp ra, hẳn còn có nhiều vị khác nữa cũng theo hành Đầu Đà, cho nên Đức Phật mới so sánh gọi Ngài là đệ nhất. Khi một người Phật tử bước vào con đường tu tập thì quan trọng nhất trước hết là phải thọ giới, giữ giới. Chính vì tầm quan trọng này, Đức Phật đã từng dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn rằng sau khi Ngài nhập diệt, các vị tỳ kheo phải lấy giới luật làm thầy. Nếu một tỳ kheo không giữ giới luật thì không còn là tỳ kheo nữa. Sau khi đã thọ giới, người tu hành cần phải chọn một pháp môn tu. Chính pháp môn tu mới là con đường đưa đến sự giải thoát, giác ngộ. Pháp môn tu giúp ta nhận biết về chứng nghiệm chân lý. Ở đây là bốn chân đế, tức là tứ diệu đế, do Đức Phật thuyết giảng. Khi tu tập theo pháp môn đã chọn, chúng ta giảm bớt tham sân si phiền não. Sự giảm dần này nếu được duy trì và ta cứ tiếp tục tu tập tinh tấn thì mỗi ngày sẽ càng thêm thanh thản an lạc. Đó chính là hướng dần đến sự giải thoát. Cuối cùng, việc lập hạnh là một phương tiện hỗ trợ trên đường tu. Người tu hành có lập hạnh và kiên trì giữ hạnh tu thì việc tu tập sẽ hiệu quả hơn. Có thể hình dung giống như một chiếc xe, nếu được lắp thêm động cơ phụ sẽ chạy nhanh hơn. 12 hạnh Đầu Đà có thể nói là một loại động cơ phụ rất mạnh mẽ, cho nên nếu người tu tập có thể giữ theo các hạnh này thì sự tu tập sẽ càng tinh tấn, hiệu quả hơn. Tuy nhiên, bản thân các hạnh Đầu Đà không phải là một pháp tu, nên chỉ có thể có tác dụng trợ giúp mà thôi. Ngoài ra cũng cần lưu ý một số điểm tương đồng giữa giới luật và các hạnh Đầu Đà. Chẳng hạn như hạnh thứ tư, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, thật ra vào thời Đức Phật là áp dụng cho tất cả các vị tỳ kheo, không cần phải là người theo hạnh Đầu Đà. Người nào ăn sau giờ ngọ, tức là giữa trưa, gọi là ăn phi thời, nghĩa là không đúng giờ, trái giờ. Hoặc như hạnh thứ tám, chỉ có 3 tấm y, thật ra là cũng được áp dụng cho tất cả các tỳ kheo vào thời Đức Phật, không chỉ riêng với người theo hạnh Đầu Đà. Tuy nói là 3 y, nhưng thật ra chỉ là 3 phần khác nhau để hợp thành một bộ y phục đầy đủ. Và người tu hành chỉ có một bộ đó mà thôi. Đức Phật đã chế định các vị tỳ kheo không được nhận và cất giữ dư thừa nhiều hơn số đó. Điều khác biệt ở đây là một vị tỳ kheo bình thường có thể nhận y do thí chủ may sẵn cúng dường, nhưng nếu đã theo 12 hạnh Đầu Đà thì không được nhận, mà phải tự mình nhặt vải may thành y phấn tạo để sử dụng. Và tấm y phấn tạo đó phải được sử dụng cho đến khi nào hư mục, không thể nào chấp giá được nữa mới được phép thay tấm y khác. Nói tóm lại, thầy Minh Tuệ thực hành hạnh Đầu Đà là rất đáng kính trọng, nhưng đó không phải là cao hơn giới luật, cũng không phải là pháp tu duy nhất để giải thoát. Chắc chắn thầy Minh Tuệ cũng đã chọn cho mình một pháp tu nào đó ngoài việc giữ theo các hạnh Đầu Đà. Thứ hai là khen ngợi xưng tán thầy Minh Tuệ, kèm theo việc so sánh để chỉ trích phê phán người khác. Rất nhiều người ngợi khen xưng tán thầy Minh Tuệ, nhưng kèm theo đó là so sánh thầy với những người khác để chỉ trích phê phán. Điều này thật ra cũng không có gì sai trái theo quan điểm thế tục, nhưng từ góc nhìn của người Phật tử là không nên làm. Thứ nhất, khi chúng ta tán thán quan hỷ với thiền hạnh của một người, trong lòng ta khởi sinh một niềm vui nhẹ nhàng trong sáng, ta có được công đức của sự tùy hỷ. Đức Phật cũng nhiều lần khuyến khích điều này. Có rất nhiều việc chúng ta biết là tốt đẹp, nhưng tự thân ta chưa làm được, khi thấy người khác làm được, ta quan hỷ chúc mừng, vui theo với niềm vui thành tựu của người khác, đó là tùy hỷ. Tất nhiên, hình ảnh thầy Minh Tuệ tinh tấn tu tập theo chánh pháp là một điều khiến chúng ta vui mừng tán thán, nên việc xưng tán thầy cũng giúp ta có được niềm vui tùy hỷ. Thế nhưng nếu kèm theo đó ta khởi tâm so sánh và chỉ trích phê phán người khác, cho dù là phê phán không sai,
nhưng chính trong tâm của ta đã tự nhiên mất đi niềm hoan hỷ ban đầu. Như vậy, đây là điều không có lợi cho chính chúng ta. Chúng ta vẫn có thể và cần phải phê phán những điều sai trái gây tổn hại niềm tin đối với chánh pháp. Nhưng ta nên làm điều đó vào một lúc khác, một thời điểm khác sẽ tốt hơn, thay vì kết hợp hai trong một vào lúc này. Thứ hai là khi chúng ta sử dụng hình ảnh Thầy Minh Tuệ để so sánh với người ta muốn phê phán, vô hình chung ta đã tạo ra một sự đối lập tương phản giữa hai bên, và như vậy là lôi kéo Thầy vào dòng thị phi tranh cãi, một điều mà chắc chắn Thầy đã từ bỏ. Xét về lý, ta không nên làm như vậy. Còn xét về tình, tức là về mặt cảm tính, ta vô tình khiến cho Thầy trở thành đối tượng của sự ganh ghét, thù nghịch, và điều đó cũng không nên. Thứ ba, những phê phán loại này thực ra thường chỉ thỏa mãn tâm lý của người phê phán, mà không thực sự có tính thuyết phục cao đối với người khác. Trong tranh biện, muốn chỉ ra sai trái của một người, chúng ta phải dựa trên những tiêu chuẩn khách quan, không thể dựa trên sự so sánh với người khác. Nói một cách cụ thể là, nếu A sai, thì phải do A đã làm trái với những tiêu chuẩn đúng nào đó, và điều này phải được chứng minh một cách độc lập, chứ không thể kết luận A sai chỉ vì so sánh với B đúng. Cho nên, muốn phê phán một cách thật thuyết phục, chúng ta cần chỉ ra những điểm sai trái cụ thể thay vì mang ra so sánh như trong trường hợp này. Một vấn đề nữa đó là bày tỏ tôn kính thái quá. Việc bày tỏ tôn kính là quyền của mỗi người và không có gì sai trái cả. Tuy nhiên, những ngày qua, khi số người ngưỡng mộ Thầy Minh Tuệ đã lên đến hàng ngàn người, cùng lúc đổ xô ra đường để chờ đón Thầy, đi theo Thầy, thì rõ ràng sự bày tỏ đó đã tạo thành vấn đề. Trên nhiều đoạn đường, người ủng hộ Thầy quá đông đã tràn ngập cả mặt đường, gây tắc nghẽn giao thông. Sự bày tỏ thái quá này rõ ràng có thể tạo ra khó khăn cho sự tu tập của Thầy Minh Tuệ. Thầy đã độc hành như thế nhiều năm qua, đó là pháp tu tập của Thầy. Nay, mỗi ngày đều phải đi giữa dòng người đông nghịch, không còn chỗ nghỉ ngơi nào thực sự yên tĩnh thanh vắng, chắc chắn không phải là điều Thầy mong muốn. Tuy nhiên, tuy rằng sự tôn kính của Phật tử đối với một người tu hành chân chánh là đáng trân trọng, nhưng nếu sự bày tỏ đó có chừng mực hơn, hợp lý hơn thì sẽ thuận lợi cho Thầy hơn trên con đường tu tập. Nhiều người cho rằng đó cũng là cách thử thách để Thầy tu tiến. Tất nhiên điều này không sai. Nhưng nếu mọi người Phật tử ngưỡng mộ Thầy đều có sự suy xét hợp lý, thì tôi tin rằng họ sẽ không muốn tạo ra tình huống khó khăn như thế cho Thầy. Việc đổ xô đi theo Thầy quá đông không mang lại lợi ích gì cho tự thân ngoài việc bày tỏ lòng ngưỡng mộ, tôn kính. Tốt hơn là chúng ta nên biến lòng ngưỡng mộ, tôn kính đó thành động lực tu tập để nỗ lực thực hành và hoàn thiện bản thân mình. Khi chúng ta làm được như vậy, chẳng những tự thân ta được lợi lạc, mà chắc chắn Thầy cũng được chia sẻ một phần công đức giáo hóa. Đây mới chính là ý nghĩa tôn kính thiết thực nhất. Theo một chiều hướng khác, nhiều người lại ca tụng Thầy Minh Tuệ như một vị thánh sống là Phật Di Lặc ra đời. Đây là một sự sai lầm lệch hướng nghiêm trọng. Đối với một người đã tự nói rằng mình đang tập học, thì sự tôn xưng thái quá không phải là yêu kính Thầy, mà thực sự đang vô tình gây khó cho Thầy. Trong thực tế, ở cõi phàm thánh đồng cư này, chúng ta là những người phàm mắt thịt, thì ngay cả khi có duyên may ở bên cạnh một vị thánh cũng không thể nào nhận biết được. Còn việc chỉ dựa vào những gì đã nghe biết về Thầy Minh Tuệ mà tôn xưng Thầy là bậc thánh thì e rằng có phần thái quá. Hơn nữa, việc tôn xưng như thế cũng không giúp gì cho sự tu tập của Thầy cũng như cho chính chúng ta vậy. Tốt nhất, hãy xem Thầy là một bậc Thầy qua việc thực hành tinh tấn và nghiêm túc lời Phật dạy, đã nêu cho chúng ta một tấm gương sáng để nhìn theo và học hỏi. Sau đây là những niềm vui và nỗi buồn trong câu chuyện này. Chỉ một thời gian ngắn sau khi hiện tượng Thầy Minh Tuệ tràn ngập trên các trang mạng xã hội,
nhiều hệ quả khác nhau đã phát sinh. Mặc dù thầy Minh Tuệ đã tu tập theo cách này từ nhiều năm qua, nhưng chỉ một thời gian rất ngắn gần đây, khi các YouTuber, TikToker, Facebooker gần như liên tục đưa lên những hình ảnh, câu chuyện về thầy, thì những ảnh hưởng rộng khắp mới bắt đầu phát sinh theo nhiều chiều hướng khác nhau. Trong thực tế, những hành giả Phật giáo có sự thực hành giống như thầy Minh Tuệ cũng rất nhiều. Tại hầu hết các nước theo truyền thống Nam Tông, các vị tỳ kheo đều nghiêm túc duy trì truyền thống khất thực mỗi ngày, ngay cả khi họ tu tập cố định ở một trụ xứ. Và số người thực hành diễn du để tu tập cũng không ít. Tại Thái Lan, các hành giả tu tập theo truyền thống thiền trong rừng của Ngài Ajahn cũng có nếp sống vô cùng khắc khổ, thiếu thốn nhiều tiện nghi nếu so với cuộc sống của người bình thường. Người Phật tử ở những nơi đó tuy tôn kính các vị, nhưng không bộc phát thành một hiện tượng quá ồn ào như ta vừa chứng kiến. Điều này hẳn phải có nguyên nhân khác biệt của nó. Khi nhìn thấy sự bày tỏ tâm tính của hàng ngàn Phật tử nơi thầy đi qua và rất nhiều những chia sẻ tích cực từ khắp nơi trên mạng Internet, chúng ta không thể không vui mừng khi thấy ít ra là niềm tin đối với chánh pháp của Đức Thế Tôn vẫn đang tiềm tàng trong tâm thức của người Phật tử Việt Nam ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, từ sự bày tỏ lòng tôn kính theo cách hơi thái quá, có phần bất thường của đông đảo những người Phật tử, chúng ta có thể nhìn thấy được phía sau đó là một sự khát khao thiếu thốn sự dẫn dắt và nêu gương của các bậc chân tu Phật giáo. Việc thầy Minh Tuệ không nhận tiền cúng dường của bất kỳ ai, mà chỉ xin thực phẩm vừa đủ ăn mỗi ngày một lần, đúng ra chỉ là điều rất bình thường theo đúng lời Phật dạy, thì lại trở thành một hiện tượng rất lạ đối với nhiều người dân. Đó là vì từ xưa đến nay họ chưa từng gặp. Và bàn đến việc này thì quả thật có nhiều vấn đề nan giải. Nhưng nếu muốn Phật giáo phát triển lành mạnh và dài lâu thì không thể không đề cập đến việc Đức Phật chế định trong giới luật tận tình thọ bất đắc trốc trì sanh tượng kiệm ngân bảo vật, tức là vị tỳ kheo suốt đời không được cất giữ tiền vàng vật quý, là điều không ai có thể phủ nhận được. Thế nhưng, liệu điều giới này phải được vận dụng giữ theo như thế nào trong thời đại hiện nay thì quả thật không dễ dàng nói được. Nếu nói rằng đã là giới luật là nhất thiết phải y theo, thì chúng ta cũng phải thừa nhận ngay là hầu như mọi sinh hoạt Phật giáo trong hiện tại sẽ hoàn toàn tê liệt. Tuy nhiên, theo chiều hướng ngược lại, nếu một vị tỳ kheo lại hầu như quên hẳn đi, xem như chưa từng nghe biết đến điều giới này, thì cũng là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Bởi vì điều đó rõ ràng dễ dàng dẫn đến sự lạm dụng niềm tin của tín thí, dẫn đến sự phóng túng buông thả và thậm chí là sa đọa trong nếp sống của nhiều tăng sĩ. Nói như vậy cũng không phải là quá lo xa, mà thật ra là đang đề cập đến những gì đã và đang diễn ra trong giai đoạn gần đây. Và đây là một nỗi buồn rất lớn cho mọi người Phật tử, cho tương lai của Đạo Pháp. Trước thực trạng đó, nhiều Phật tử đã phản ứng bằng cách không tiếc lời chê bai, công kích hoặc châm biếm những kẻ sa đọa mà họ gọi là ma tăng, sử dụng tiền cúng dường của tín thí cho cuộc sống xa hoa của riêng mình. Những phê phán của họ không sai, và từ quan điểm tích cực, có thể đó là điều cần thiết để thức tỉnh những tín đồ mê muội đang dây quanh các ma tăng này. Nhưng thực tế cho thấy, dường như điều đó chưa thực sự mang lại kết quả nào. Và đây cũng là một nỗi buồn lớn cho người Phật tử, khi hình ảnh cao quý của chư tăng bị hoen ố bởi chính những người đang giữ trọng trách hoằng truyền lời Phật dạy. Hình ảnh thầy Minh Tuệ xuất hiện vào lúc này, cùng với hiện tượng xôn xao trong những ngày qua, dường như gợi mở ra một điều gì đó để chúng ta có quyền hy vọng. Những bước chân thầm lặng của một con người tự hạ thấp mình, hạ thấp mọi nhu cầu vật chất của bản thân xuống đến mức tối thiểu, giờ đây dường như đang phát ra âm vang hùng hồn còn hơn cả vạn lời thuyết giảng. Điều này chứng minh một thực tế là hạt giống thiện lành trong lòng người Phật tử Việt Nam ở khắp mọi nơi
vẫn đang còn nguyên đó, nhưng không thể được khơi dậy bởi những lời thuyết giảng suông hay những lý thuyết cao siêu xa vời. Người Phật tử cần có một hình mẫu thực tế để chứng minh một cách giản dị nhưng đầy thuyết phục rằng một đời sống tu tập theo đúng lời Phật dạy là có thể, và có một con người bằng xương bằng thịt đã và đang thực hành như vậy nhiều năm qua. Trong hàng triệu Phật tử Việt Nam, hiện có bao nhiêu người có thể tu tập như Thầy Minh Tuệ? Tôi không có ý nói đến việc rập khuôn với pháp bộ hành như Thầy, nhưng chỉ cần là thực sự chuyên tâm tu tập theo đúng lời Phật dạy, ở đâu đó trên đất nước này, tôi tin chắc rằng vẫn có những vị tăng ni với đạo tâm kiên cố và tấm lòng thiết tha với đạo pháp đang âm thầm tu tập như vậy, nhưng ít người biết đến. Thầy Minh Tuệ chỉ là một trong số họ vừa được công chúng nhìn thấy do những nhân duyên tình cờ, nhưng có thể chính là một gợi mở để cộng đồng Phật tử được biết đến nhiều người khác nữa. Sẽ là thế nào nếu chúng ta có được 2, 3 cho đến rất nhiều vị tiếp tục hiện ra? Sẽ thế nào nếu sẽ có 1, 2, 3 cho đến nhiều ngôi chùa mà tăng chúng ở đó ai cũng tam y nhất bát, mỗi ngày chỉ nhận cúng dường thực phẩm vừa đủ ăn và nỗ lực tinh cần tu tập? Cho dù các vị ấy không thuyết pháp, những Phật tử dây quanh các vị cũng sẽ luôn được thấm nhuần pháp vị, và chắc chắn là niềm tin vào tam bảo của họ sẽ ngày càng kiên cố hơn. Tuy nhiên, với sự chuyên tâm tu tập đúng chánh pháp và học hỏi kinh điển thì chắc chắn là bất kỳ điều các vị nói ra sau đó cũng đều sẽ là chánh pháp. Đức Thế Tôn dạy rằng tất cả các pháp đều do nhân duyên hợp tan thành hoại, cũng đều do nhân duyên. Nếu duyên lành đã đến, hẳn những điều như trên sẽ không chỉ còn là mơ ước của người Phật tử. Nhưng nếu nhân duyên không hội đủ thì ít ra đây cũng là một tiếng chuông cảnh tỉnh, và người Phật tử phải luôn nhớ rằng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì nỗ lực tu tập của tự thân mỗi người vẫn luôn là yếu tố quyết định cuộc đời của chính mình. Và sau đây là lời kết cho câu chuyện này. Anh Đỗ Hồng Ngọc kể lại rằng một lần anh đến thăm Hòa Thượng Thích Thanh Từ và thưa hỏi nhiều chuyện. Lúc anh ra về, anh thưa với thầy rằng nãy giờ học với thầy nhiều quá, giờ xin thầy một chữ thôi trước khi về. Thầy cười và nói đúng một chữ: buông. Thật tuyệt vời, tôi tâm đắc với sự tóm gọn này. Suy cho cùng, cuộc đời của mỗi chúng ta từ lúc bắt đầu ngậm bầu sữa mẹ là đã bắt đầu bám dấp. Khi thấy có người đến gần là đưa tay che bầu sữa bên kia để giữ riêng cho mình. Càng lớn lên, những thứ mà ta bám chấp cũng ngày càng nhiều hơn, chứ không chỉ là việc đưa bàn tay bé xíu che bầu sữa mẹ. Thế rồi, có duyên lành đến với Phật Pháp, ta học được biết bao điều cao quý. Nhưng xét cho cùng, bất cứ điều nào trong số đó dường như cũng đều hướng ta đến sự buông xả. Rồi trải qua biết bao nhiêu dùi dập khổ đau trong cuộc sống, cuối cùng chúng ta mới có thể nhận ra một điều đơn giản là càng buông được nhiều thứ, cuộc sống của ta càng thanh thản, nhẹ nhàng hơn. Và hơn thế nữa, còn có một quy luật bất biến muôn đời là cho dù ta không học được cách buông xả, thì đến phút cuối đời rồi ta cũng phải buông tất cả. Hình ảnh thầy Minh Tuệ đầu trần chân đất, thanh thản bước trên con đường đã cho tôi một ấn tượng vô cùng sống động về chữ buông. Ở hình ảnh đó, nếu xét theo những nhu cầu của một con người đang sống, dường như ta không còn tìm được bất cứ một thứ gì để có thể buông ra được nữa. Một tấm y không thể dùng cho ai khác, một ruột nồi cơm điện nếu dứt đi e rằng cũng không có người nhặt lấy. Và chỉ có vậy, không còn gì khác trên tấm thân xác thịt của thầy. Ấy vậy mà có lúc thầy đã nói: con chỉ còn cái mạng này, nếu còn sống thì con tu tiếp. Hóa ra mạng sống mới chính là tài sản quý giá nhất thầy chưa buông, vì còn đang giữ lại để tu tiếp.
có phần chắc chắn là trong một thời gian nữa, những quan tâm đến thầy Minh Tuệ sẽ dần dần lắng xuống. Và tôi mong là như vậy, để thầy có thể tiếp tục những bước chân tu tập an tĩnh và an vui của thầy. Mặc dù vậy, hình ảnh đơn sơ mộc mạc của thầy trong những ngày qua đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp. Tôi tin rằng điều này cũng xảy ra với nhiều Phật tử khác nữa. Chúng ta luôn cảm thấy mình còn thiếu thốn điều này vật khác, nhưng khi soi vào tấm gương của thầy Minh Tuệ, ta mới nhận ra mình có quá nhiều, thậm chí là thừa thải nữa. Chỉ riêng một điều này thôi chắc chắn đã làm cho cuộc sống của chúng ta nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cả về vật chất lẫn tinh thần. Cho dù chúng ta đã đọc hiểu lời dạy của Đức Thế Tôn không biết bao nhiêu lần, tất cả chúng ta đều cần đến sự minh họa sống động cho những lời dạy ấy. Và đó chính là vai trò của những bậc chân tu khi xuất hiện ở đời này. Đức Phật đã dạy rằng tâm thức vô thường, dị sinh dị diệt. Phàm phu chúng ta dù nỗ lực tu tập đến đâu cũng còn chưa thể biết chắc được ngày mai, một năm, hai năm hay là 10 năm nữa, chúng ta cũng không thể chắc chắn rằng thầy Minh Tuệ còn giữ được chân cứng đá mềm như những năm qua. Nhưng điều đó không hề gì cả. Ngọn đèn phước tuệ chỉ một lần tỏa sáng cũng đã đủ để giúp ta soi thấy những góc khuất trong chính tâm hồn của mình. Sự hoàn thiện của mỗi người vẫn thuộc về nỗ lực của bản thân mình. Tôi thực sự vui mừng với cơ duyên được biết đến hình ảnh tu tập của thầy Minh Tuệ. Và bên cạnh thực trạng Phật giáo nước nhà đang đầy rẫy những biến tướng đáng buồn, hình ảnh đơn sơ mộc mạc của thầy như một điểm lóe sáng để chúng ta nhen nhóm lên những hy vọng về tương lai. Kính thưa quý vị, kính thưa quý Phật tử và các bạn, sau rất nhiều bài viết đăng tải trên mạng, chúng tôi, những người làm kênh YouTube truyền thông Phật giáo, rất tâm đắc với bài viết trên đây của tác giả Nguyễn Minh Tiến được đăng tải trên website thuviệnhoasen.org. Chúng tôi hy vọng bài viết của tác giả phần nào phân tích đầy đủ và truyền tải các nội dung xoay quanh thầy Minh Tuệ một cách đầy đủ và khách quan, công tâm nhất. Xin cảm ơn quý Phật tử và quý thính giả đã luôn theo dõi và lắng nghe kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay và phù hợp, xin hãy like, chia sẻ để bài viết được lan tỏa rộng khắp tới nhiều người hơn nữa. Đồng thời, cũng hãy đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, nhiều người chịu bệnh tật, gia đình tan nát hay thậm chí là thân bại danh liệt chỉ vì phạm tội tà dâm. Nhưng họ không chịu thức tỉnh, sám hối vì không tin rằng làm việc thiện để quá giải phần nào tội lỗi của mình. Những người không có niềm tin vào tâm linh thì dễ lạc lối khi họ đuổi theo những dục vọng của bản thân bất chấp luân thường đạo lý. Họ không biết rằng, ngay khi một ý niệm dâm dục khởi phát, thậm chí trước khi hành vi nào đó xảy ra, đã tạo nghiệp lớn cho chính mình và cả con cái họ nữa. Nói về giới trộm cướp, không phải chỉ là trộm cướp mà còn gồm cả những hành vi như buôn lậu, tham nhũng, lừa đảo, lật lọng trong buôn bán để kiếm lợi bất chính, lạm dụng hay chiếm dụng của công. Việc tránh sự trộm cướp chính là dạy cho mình nếp sống lương thiện, không tham của người khác và biết đủ với những gì mình đang có. Sống trung thực, lương thiện, tuyệt đối không xâm phạm tới tài sản của cải của người khác, dù là cây kim, sợi chỉ. Sống biết đủ, bằng lòng với số tài sản của mình có được nhờ lao động của bản thân, không nghĩ cách làm giàu thêm bằng những cách lừa lọc không chính đáng, phi đạo đức. Đó là những nội dung về việc buông bỏ bản ngã, bình yên trong từng ý niệm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thứ nhất, lời Phật dạy không tà dâm. Tà dâm có nghĩa là nói lên sự dâm dục, phi lễ, phi pháp. Phật dạy người xuất gia phải dứt hẳn dâm dục vì nó là động cơ gây ra ác nghiệp, trôi lăn trong dòng sanh tử. Kinh Lăng Nghiêm dạy rằng, lòng dục không trừ, trần lao khó ra khỏi. Muốn thành tựu đạo quả Bồ Đề, phải đoạn trừ dâm dục
cả thân lẫn tâm. Còn Phật tử tại gia, Phật chỉ cấm tà dâm, nghĩa là vợ chồng có cưới hỏi chính thức mới được ăn ở, nhưng phải biết hạn chế để giữ gìn sức khỏe, làm việc ít lợi cho đời, cấm lén lút lan chạ ngoại tình với vợ chồng con cháu người khác. Trong kinh có nói, tà dâm nó tiềm ẩn rất là tinh tế, như liếc mắt đưa tình, ưa trang điểm, nói năng hành động bất chánh, khiêu gợi lòng dục của người khác, đều đồng nghĩa với tà dâm. Phật cấm tà dâm nhằm bảo vệ nhân cách, để duy trì hạnh phúc trong gia đình và ngăn ngừa những tai hại đem lại sự an vui cho mọi người. Quý vị cũng từng biết, từ xưa đến nay, ái dục là thứ lửa rất nguy hiểm. Nó có sức mạnh xúi dục con người phạm biết bao tội ác, gieo nhiều thảm họa như chuyện Võ Tòng Sát Tẩu, Trụ Dương đam mê đắc kỷ, giết hại trung thần, làm cho nước mất nhà tan. Khổng Tử có nói, dạng ác dâm chi thủ, có nghĩa là muôn ngàn điều ác ấy, dâm đứng đầu là vậy. Những ai đã từng nghe đài xem báo và nhìn chung quanh ta, có nhiều vụ thảm sát, băm chặt tình địch đều là do tà dâm. Không có oán thù nào bằng sự lừa dối, phụ rẫy tình cảm, đã gây ra vô số đau thương đầy tội lỗi. Những chuyện đó xảy ra là do con người đánh mất nhân tính, chạy đuổi theo văn minh vật chất, phế bỏ hết thuần phong mỹ tục, nề nếp của ông cha. Do đó, nên đạo đức xuống cấp trầm trọng, nam nữ tự do tư tình, hết yêu người này đến thương kẻ nọ, lăng nhăng với những cuộc tình đầy lãng mạn. Bởi thế, mới xảy ra những cảnh đâm chém, rạch mặt, tạt axit, thanh toán, thủ tiêu, nếu không cũng bị nhiễm HIV, khó mà tránh khỏi, vì đi đêm cũng có ngày gặp ma. Kinh Phật có câu, thiện lai thiện báo, ác lai ác báo. Tức là người ác cạnh ác theo, người ôm lòng dục, giống như kẻ cầm đuốc điên ngược gió, phải bị quả cháy tay. Thế mà có lắm người lại kiêu hãnh, tự dỗ ngực khoe khoang, cho ta đây là có số đào hoa phong nhã, được nhiều người yêu thương, say mê đắm đuối. Họ lấy đó làm đắc ý, hí hửng, vui đùa trên sự đau khổ của kẻ khác, làm cho người ta phải thức tỉnh ôm hận, có khi tự tử chết một cách thê lương ảm đạm. Để nói lên nỗi khổ của người tương tư, có một nhà thơ diễn tả như thế này: tương tư sầu não phải làm sao, muốn dễ mà chơi dễ được nàng, khi đứng lúc ngồi luôn ngớ ngẩn, lúc say khi tỉnh vẫn tương tư. Nói đến quả báo của sự lừa dối tình cảm, trong kinh kể, có một anh chàng tên là Suhatara, tốt mã giàu sang. Những cô ham tài, thích sắc, thấy đẹp giàu là đam mê theo đuổi. Anh ta thừa cơ hội gạt hết cô này đến nàng khác, đùa cợt với sự đau khổ của các cô nhẹ dạ, phải lâm vào cảnh thất tình tuyệt vọng, quyên sinh. Kết quả sau khi anh ta chết tái sinh trở lại, thọ thân người nữ hết bị người này gạt, tới gặp kẻ khác lừa, sau cùng đi vào lầu xanh làm gái, tủi nhục mà chết. Ở thế gian, tình cảm thực mong manh tạm bợ, cho dù đó là tình nghĩa vợ chồng, phần nhiều chỉ được hạnh phúc lúc ban đầu. Ngày qua tháng lại, gặp cảnh khó khăn hay bất mãn điều gì đó, rồi xảy ra xung đột lẫn nhau, và có khi chồng hay vợ không tự kiềm chế được dục vọng, bồ bịch lăng nhăng, làm cho hạnh phúc gia đình đổ vỡ. Các vị nên nhớ là mình rạch vách sang nhà người ta chính là tự mở cửa nhà mình mời người khác vào. Vì bản chất con người rất ích kỷ, những gì của họ, họ không muốn ai xen vào. Nếu thấy kẻ khác chen vào, tức là họ trả đũa bằng cách ông ăn chả, bà ăn nem, ghen tuông thù hận, giết hại lẫn nhau, thương đậm thù sâu là vậy. Theo các nhà tâm lý nói, cách trả thù đối với tình địch không có gì bằng giao con người phụ bạc đó cho họ luôn, giữ làm chi cho sanh phiền muộn, trong khi người ta không còn thương mình nữa. Kinh Tập Tạng, tà dâm còn dẫn đến tình trạng uống thuốc phá thai, nạo thai, phạm tội giết người, chắc chắn bị đọa địa ngục. Nếu người nữ nào ác tâm uống thuốc phá thai, người này chuyện đời mắc báo bệnh nặng, mạng sống ngắn ngủi.
sau khi chết sa đọa địa ngục A Tỳ chịu nhiều khổ não. Những người uống thuốc phá thai cho đến người làm việc phá thai đều bị sa đọa. Kinh Tập Tạng có chép: bây giờ có một con quỷ bạch ngài Mục Kiền Liên rằng: thân hình tôi như một khối thịt, không có tay chân mắt mũi lưỡi thân, thường bị trùng rút chim mổ cắn rứt mà ăn, đau đớn vô cùng không thể chịu nổi. Vì nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy? Ngài Mục Kiền Liên đáp lời: đời trước ngươi cho người ta uống thuốc độc phá thai, khiến cho chúng sanh mạng sống không còn, vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Phật dạy không nên dòm ngó sắc đẹp khi đối diện với người nam hay là người nữ. Vậy nghĩ như thế này, người lớn tuổi hơn mình thì kính như cha mẹ, cô bác, anh chị. Người nhỏ tuổi thì coi như em cháu trong nhà. Người ngang tuổi thì xem như bà con ruột thịt, và phải thận trọng từng ý nghĩ, hành vi bất chính, mang tính chất ái nhiễm, phải đoạn trừ ngay. Cho đến sự ăn mặc sao cho kín đáo, đi đứng ngồi nằm nói cười phải đúng chỗ hợp thời. Giữ giới tà dâm không phải chuyện giữ cho mình thôi, mà còn phải giữ gìn cho người khác nữa. Có nhiều người ăn mặc không kín đáo, nói cười lả lơi, khiêu gợi lòng dục của người khác, nên xã hội thường xảy ra lắm vụ cưỡng hiếp. Đó là tự hại mình hại người. Trong Lương Hoàng Sám có nói: làm người ăn mặc mỏng manh, xuồng xả, cho thế là hơn, đời sau sinh vào nước lõa thể. Phật dạy: phàm làm vợ chồng chung sống với nhau, muốn có hạnh phúc an lạc ở hiện tại và tương lai, phải thọ trì ngũ giới. Sống phải có chung, có hậu, lấy lòng từ bi hỷ xả, quý kính, chăm sóc lẫn nhau, thì gia đạo được đầm ấm yên vui. Các nhà tâm lý học có nói 12 điều mà vợ chồng cần biết để áp dụng trong đời sống gia đình được tốt đẹp. Thứ nhất, không được nhắc lại những việc chẳng tốt trong quá khứ. Thứ hai, không thóa mạ nhau. Thứ ba, hãy kiềm chế cơn nóng giận. Thứ tư, không dành phần phải về mình. Thứ năm, không gây phiền nhau vào những lúc chẳng thuận lợi như đang ngủ, buổi trưa nóng đực, đi làm về mệt mỏi, vừa có chuyện buồn bực, bệnh hoạn. Thứ sáu, không mang cái bực bội ở ngoài về nhà trút lên đầu người khác. Thứ bảy, đối xử chu đáo tế nhị cả hai gia đình, bên vợ bên chồng. Thứ tám, trung thành chăm sóc nhau từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Thứ chín, việc chung của gia đình nên bàn bạc lẫn nhau. Thứ mười, nên có những cử chỉ lời nói làm đẹp lòng nhau. 11. Thỉnh thoảng nên mua sắm đồ trang sức, phẩm vật dâng tặng lẫn nhau. 12. Khi có lỗi lầm, vợ chồng đóng cửa dạy nhau trong tinh thần tôn trọng yêu thương. Dấu hiệu không tôn trọng là dấu hiệu báo trước sự tan vỡ. Nói tóm lại, nếu trong gia đình vợ chồng không tà dâm thì cuộc sống được đầm ấm, hạnh phúc, yên vui, làm ăn tấn phát, sự nghiệp vững bền, con cháu vui vẻ, dòng họ, bà con lối xóm đều quý mến khen ngợi. Ai nhìn thấy vợ chồng con cháu mình đều khởi tâm kính trọng, không hề có ý tà dại. Trong Kinh Thập Thiện Phật dạy, nếu ai xa lìa tà hạnh, thời thành tựu được 4 điều lợi ích như sau. Thứ nhất, mắt tai mũi lưỡi thân ý đều được vẹn toàn. Thứ hai, hết sạch phiền não rộn ràng. Thứ ba, được người đời khen ngợi. Thứ tư, vợ chồng con cháu không ai dám xâm phạm. Vấn đề thứ hai, Phật dạy không trộm cướp. Trộm có nghĩa là thuyết mưu kế, rình rập lén lút để lấy những vật lớn như tiền của vàng bạc ngọc ngà châu báu, gian dối đủ cách như là lấn ranh đất, mua cân già, bán cân non, đo gian, đông thiếu lừa người, cho đến việc nhỏ như mũi kim sợi chỉ, củ khoai trái ớt đều phạm giới trộm cả. Cướp là ỷ mạnh hiếp yếu, lập bè kết đảng, giật ngang của người, hoặc cậy thế ỷ quyền, làm tiền kẻ yếu là ăn cướp. Thừa cơ hội bắt chẹt người ta trong lúc lâm nguy túng thiếu, đó cũng gọi là ăn cướp. Nói tóm lại, bất cứ hình thức nào do lòng gian tham lấy của người bất chánh đều là trộm cướp cả. Phật cấm trộm cướp
là để trưởng dưỡng lòng từ. Nếu chúng ta nhẫn tâm lấy đi tài vật của người, làm cho họ phải lâm vào cảnh khó khăn, đứng ngồi không yên, âu sầu tìm kiếm, bỏ dở công việc làm ăn, có khi mất mát quá nhiều, sinh ra buồn rầu, đau ốm tuyệt vọng, tâm trí rối loạn, điên cuồng, tự tử. Thế là ta đã bóp chết lòng nhân từ, mà lòng nhân mất thì khó mà làm người được. Thử nghĩ, mình vô ý đánh mất hay bị người ta lấy đi đôi dép, cái nón, chút ít còn cảm thấy buồn phiền, ăn ngủ không yên, thì tại sao ta nỡ lòng nào lấy đi của người, làm cho họ phải khóc lóc, than gian, đau khổ? Người đời thường nói, tiền của là huyết mạch. Nếu như ai nhẫn tâm lấy đi, tức là cướp đoạt xương máu, giết chết sinh mạng của người ta rồi. Do đó, Đức Phật ngăn cấm trộm cướp, vì trộm cướp chẳng những trái với tâm từ mà còn gây nhân xấu trong hiện tại. Bị cảnh tù tội khảo tra, mọi người khinh khi phỉ nhổ, làm xấu hổ cho mình và con cháu. Đánh mất tất cả nhân phẩm, đạo đức, uy tín bị chôn vùi, công danh sự nghiệp ngay đó sụp đổ. Bởi vì không còn ai dám tin tưởng làm ăn hay là giao phó công việc cho hạng người gian tham. Tương lai chắc chắn sẽ đen tối, lại thêm cái khổ nữa, khi đến nơi nào cũng bị người ta nghi ngờ, oán ghét. Lỡ có mất cái gì, ai lấy ở đâu cũng đổ thừa cho họ. Giả lại của phi nghĩa làm chi nên chuyện, vào cửa trước ra cửa sau, tiêu hao mau lẹ, như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Xem chuyện xưa cũng như nay, những người cường hào ác bá, dơ vét của dân, lạm dụng của công, đầu trộm đuôi cướp, làm ăn phi pháp, kết quả bị luật pháp trừng trị, tịch thu hết tài sản, tay trắng vẫn hoàn trắng tay, lại để tiếng nhơ trên đời khinh khi. Hiện tại đã khổ như thế, đời sau lại chịu cảnh u sầu về mất của, bần cùng đói rách. Quý vị cũng thấy có nhiều người rất khôn khéo, siêng năng lanh lợi, làm lụng vất vả, tính toán hơn thua, ăn thua đủ cách, nhưng nghèo khổ vẫn là nghèo khổ. Giống như người thiếu nợ, làm ra có chút ít, chủ nợ đến lấy hết. Nếu không cũng bị tai nạn bệnh hoạn, làm ăn thua lỗ, hay bị người ta diệt hết của cải. Nếu lòng tham quá độ, thời bị đọa làm thân trâu ngựa để trả nợ cho người. Chúng ta hãy xem qua bài kệ cảnh tỉnh của Trần Thái Tông. Khoét vách đào tường chí những đâu, trăm mưu ngàn kế lúng tham cầu. Của tiền giàu có đời này được, đời sau luôn luôn kiếp ngựa trâu. Qua bài kệ trên, chúng ta thấy những người tham lam trộm cướp chắc chắn đời sau phải mang lông đội sừng, cây bừa lôi kéo nặng nhọc trả nợ cho người. Chẳng những như thế còn bị đọa làm quỷ đói. Chúng ta hãy xem qua câu chuyện trong kinh Tập Tạng sau đây để thấy rõ tai hại của lòng tham. Thuở Phật còn tại thế, một hôm tôn giả Mục Kiền Liên du hành cảnh giới ngã quỷ, thấy một con quỷ bụng của nó to như cái trống, cổ của nó nhỏ như cái kim, ăn uống không được, đói khát khổ sở vô cùng. Nó thấy ngài Mục Kiền Liên liền hỏi: "Thưa tôn giả, do ác nghiệp gì mà tôi bị đọa làm quỷ đói khổ sở như thế này?" Ngài Mục Kiền Liên đáp rằng: "Tại vì đời trước người tham lam trộm cướp, thẳng tay dơ vét những của phi nghĩa, cho nên mới bị đọa làm quỷ đói như thế." Chuyện trên để cảnh tỉnh những người túi tham không đáy, hãy xem đó mà tự răn dạy mình. Người xưa có câu: "Nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ." Có nghĩa là người không tốt không làm bạn, của phi nghĩa không lấy. Kinh Thập Độ có nói: "Tiền thân của Đức Phật có lúc làm người nghèo, nhưng ngài nói rằng: ta thà giữ đạo nghèo đói mà chết, chứ chẳng là người vô đạo để được giàu sang mà sống. Cho nên các con thà bị chặt tay chớ lấy của ấy, vì bị chặt tay chỉ khổ một đời, còn bị trộm cướp, bị đọa trong ba đường dữ, đời đời mắc bão không tay." Ở đời ai cũng mong cầu cho mình được giàu sang, mà cứ gieo nhân tham lam bủn xỉn, chuyện đó không bao giờ có. Nếu được đi chăng nữa, chẳng qua là hữu duyên được phước của đời trước, hưởng hết rồi phải bị đọa mà thôi. Điều đó quý vị cũng thấy, có nhiều trận giặc giả bom đạn đốt phá, cướp bóc thiên tai lũ lụt tàn phá,
nhiều nhà đổ nát, tiêu tan, nhưng cũng có nhà vẫn còn nguyên vẹn. Như thế đủ biết, người không gian tham, dù sống ở bất cứ nơi nào, cũng không có gì xâm phạm được, lại không hề khiếp sợ trước nghịch cảnh và thoát nạn tu hành đắc quả. Đúng như trong kinh Pháp Cú, thí dụ nói, thuở Phật ở thành Xá Vệ, có ông thiện nam Tiểu Ca Lá. Một hôm, ông đến tịnh xá khi trời gần sáng. Ông ra bờ hồ súc miệng rửa mặt. Lúc đó có tên ăn trộm chạy đến, quăng túi đồ trước ông rồi bỏ chạy. Những người đuổi bắt kẻ trộm tới bờ hồ thấy tang vật trước mặt ông nên họ hỏi, có phải ngươi là ăn trộm không? Ông bình tĩnh đáp, tôi không có ăn trộm. Họ không tin, túm lấy ông đánh đập. Khi đó, có nhóm nữ tỳ đi đến hồ múc nước thấy thế tới can ngăn, phân giải vì ông là người giữ giới rất tốt. Nhờ vậy họ mới chịu buông tha. Tiểu Ca Lá đi vào tịnh xá thuật lại với chư tỳ kheo về chuyện này. Chư tỳ kheo đem chuyện đó trình lên Đức Thế Tôn. Ngài dạy rằng, này các tỳ kheo, thiện nam Tiểu Ca Lá nhờ giữ giới không trộm cướp mà được toàn mạng. Chúng sanh tự mình làm ác, tự mình nhiễm ô, xả xuống địa ngục và cũng tự mình dẫn tới thanh tịnh thoát khỏi ác nạn, sanh lên nhàn cảnh giải thoát niết bàn. Cuối thời pháp, thiện nam Tiểu Ca Lá đắc quả. Nói tóm lại, người không gieo nhân trộm cướp tức là không gây oán thù với ai, nên thân tâm được an lạc, đi đến đâu cũng được người khác tin cậy, giao phó cho mình những địa vị quan trọng, làm nên sự nghiệp. Ngoài xã hội nếu không có người trộm cướp thì nhà nhà chẳng cần đóng cửa, của rơi không mất, cảnh tượng danh vật chẳng còn diễn ra nữa. Nhờ vậy mà thế giới được thái bình, nhân dân yên ổn, thật không có gì vui sướng hơn. Trong kinh Thập Thiện Phật dạy, nếu ai xa lìa trộm cướp mà làm việc bố thí, thời hưởng được 10 pháp lành như sau. Thứ nhất, của cải đầy rẫy, vua, giặc cướp, nước lửa và con hư không thể phá hoại. Thứ hai, nhiều người thương mến. Thứ ba, người không khinh khi phụ bạc. Thứ tư, 10 phương khen ngợi. Thứ năm, không lo sợ tổn hại. Thứ sáu, tiếng tốt đồn khắp. Thứ bảy, ở trong hội chúng không hề sợ hãi. Thứ tám, của cải sanh mạng hình sắc, sức lực an vui, biện tài đầy đủ không thiếu. Thứ chín, thường sẵn lòng bố thí. Và thứ mười là chết sanh lên cõi trời. Nếu đem công đức lành ấy hồi hướng về đạo vô thượng, chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được chứng trí thanh tịnh đại bồ đề, cho nên có câu, giới thứ nhì cấm phường trộm cướp, vật của người chẳng được gian tham. Người tu hành của cải chớ tham, chẳng nên khởi ý lấy làm của ta. Ai không trộm cướp của ai, tự nhiên vàng bạc của tiền đầy kho. Cung đền thất bảo thật to, thân tâm vui thú, không lo chi mà. Ngược lại trong kinh Hàm Phật nói, nếu ai tham lam trộm cướp, hiện tại người khinh kẻ quán, tâm trí bất an, thường vướng ách nạn, bị trục bắt giao cho quan giam vào lao ngục, cực hình tra tấn, hành phạt đủ cách, sau khi mạng chung đọa vào địa ngục, lửa dữ thiêu đốt, bị ngục tốt bắt trụng vào chảo dầu sôi, gươm đao đâm chặt, bỏ chỗ dơ bẩn, cối xây nghiền nát, chua chát đau nhức, đủ các hình phạt không sao kể xiết. Trải qua trăm ngàn năm như thế, tội địa ngục vừa mãn, sinh làm ngã quỷ, đói khát, khổ ngặt không thể nói hết. Những nỗi khổ đó kéo dài đến trăm ngàn năm. Hết kiếp ngã quỷ, kế sinh làm voi ngựa trâu bò, lạc đà, dê lừa chó, ra sức đền bù nợ người. Tội xúc sanh hết, sanh lên làm người hà tiện nghèo cùng đói rách, lại thường bị cảnh nước trôi lửa cháy. Vua bắt, quan đòi, giặc giữ cướp đoạt, con hư phá quỷ, làm tiêu tan hết tài sản và mong cầu diệt chi đều không thành tựu. Những ai trộm cướp, hãy mau nghe lời Phật dạy, ăn năn sửa cải. Nếu không đến khi bị tội mới hối hận thì đã quá muộn màng. Cổ Đức kể rằng, ác thứ sáu ấy là đào tặc, lấy của người sắm ăn sắm mặc, chẳng kể công nước mắt mồ hôi, phá lương dân giả luống bồi hồi, ngày làm lụng đêm lo gìn giữ, trốn pháp luật tập tành đủ thứ,
nào đào tường khoét vách khuân đồ, tội chập chồng đâu biết ở mô, trốn người khỏi trốn trời sao khỏi. Nay đuốc huệ từ bi đã rọi vào thâm tâm những kẻ gian phi, hãy tu thân chưa thói vô nghị, của phi nghĩa làm chi xong chuyện. Luật nhân quả thực là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thả. Sự tĩnh lặng là gì, thưa quý vị và các bạn? Đó chính là không gian bên trong của bạn, hay là ý thức mà từ đó những chữ trên trang giấy, những thanh âm mà bạn nghe như thế này được cảm nhận và trở thành nhận thức trong bạn. Nếu không có nhận thức đó thì không có khái niệm, không có tư duy, và thế giới cũng chẳng có. Bạn chính là khả năng cảm nhận nó qua hình dáng bên ngoài là một con người. Tương tự như tiếng ồn ở bên ngoài, tâm trí của bạn cũng có sự huyên náo do suy nghĩ của bạn. Bên ngoài có sự tĩnh lặng của cảnh vật thì bên trong cũng có sự tĩnh lặng của nội tâm. Khi bạn bắt gặp một sự yên tĩnh chung quanh mình, bạn lắng nghe sự yên tĩnh đó, bạn hãy chú tâm vào đó xem thử nó là cái gì. Lắng nghe sự tĩnh lặng tức là bạn đang đánh thức một chiều không gian tĩnh lặng bên trong của bạn. Bởi vì chỉ qua sự tĩnh lặng bên ngoài, bạn mới có thể nhận ra sự yên tĩnh bên trong của mình. Bạn sẽ thấy rằng những khoảnh khắc mà bạn lưu ý đến sự yên tĩnh từ bên ngoài, bạn không còn suy nghĩ trong đó, tức là bạn đang cảm nhận về nó mà hoàn toàn không cần phải tư duy. Khi bạn đang ở trong cảm nhận về sự yên tĩnh, tức là lúc bạn nhận ra có một trạng thái rất tĩnh lặng nằm sâu bên trong nội tâm của bạn. Ngay lúc này bạn mới thực sự hiện hữu. Bạn vừa làm một việc rất quan trọng, đó là đã bước ra khỏi tập quán tư duy cố hữu hàng ngàn năm của nhân loại. Vâng, chúng tôi xin được chia sẻ cùng quý vị và các bạn nội dung này xung quanh sự tĩnh lặng trong nội tâm, giúp chúng ta nhìn lại thân mình, trí tuệ trưởng thành. Có một nhóm người nọ lên núi để đi săn. Trong số đó có một người thợ săn do không cẩn thận nên bị rơi xuống một cái hố rất sâu. Tay phải và hai chân của anh đều bị gãy, chỉ còn lại mỗi một cánh tay trái là không bị làm sao. Nhưng cái hố này rất sâu và cũng rất chật chội. Những người ở trên mặt đất đành bó tay, không biết làm thế nào, chỉ có thể đứng ở trên gọi xuống mà thôi. May mắn là thành của chiếc hố đó có một số cây cỏ, người thợ săn kia liền dùng tay trái bám vào thành hố. May mắn là thành của chiếc hố đó có một số cây cỏ, người thợ săn kia liền dùng tay trái bám vào thành hố, rồi dùng miệng cắn chặt vào những cây cỏ kia bò dần lên trên. Những người trên mặt đất do không đủ ánh sáng nên không thể nhìn rõ trong miệng hố, chỉ còn cách ra sức kêu lên để động viên người thợ săn kia cố gắng lên. Đợi đến lúc nhìn rõ tình thế hiểm nghèo của anh, phải dùng miệng cắn chặt vào cây cỏ để trèo lên, mọi người lại bàn tán xôn xao. Ôi trời, anh ấy đã làm như vậy, chắc không trèo lên được đâu. Tình hình đúng là nguy hiểm, chân tay của anh ấy đều bị gãy rồi. Đúng thế, mấy cái cỏ nhỏ xíu kia không thể nào giữ nổi cả người anh ta đâu. Ơi, thật đáng tiếc, nếu anh ấy rơi xuống mà chết đi thì bao nhiêu tài sản ở nhà sẽ chẳng được hưởng gì nữa. Giờ mẹ và vợ anh ấy biết làm thế nào? Người thợ săn bị rơi xuống hố kia quả thật không chịu được nữa, bèn lớn tiếng kêu rằng: các người im mồm hết cho tôi nhờ. Đúng vào lúc khi anh ta mở miệng ra nói thì anh liền rơi xuống hố lần thứ hai. Sau khi rơi xuống, vào lúc sắp chết, anh còn nghe thấy mấy người trên miệng hố đồng thanh nói: tôi đã nói mà, dùng miệng để trèo lên thì chắc chắn không thể nào thành công được. Thưa quý vị và các bạn, như thế thì sự tĩnh lặng có phải là sự vắng lặng của tiếng ồn và những thứ gây ra tiếng ồn hay không? Xin thưa rằng không. Sự tĩnh lặng chính là bản chất của minh triết thiêng liêng. Nó nằm dưới ý thức, nằm ngoài mọi thứ hữu hình,
đã được tạo thành trong vũ trụ. Như thế thì làm thế nào chúng ta có thể phân biệt nó với chân tánh của chúng ta được? Chính cái hình thể mà bạn đang nghĩ mình là ai đã được sinh ra từ cái đó, được duy trì và dung dưỡng bởi cái đó. Cái đó cũng chính là bản chất của mọi thiên hà trong vũ trụ, của từng ngọn cỏ, của mọi loài hoa, mọi cây cỏ, chim chóc và mọi tạo vật khác trong thế gian này. Sự tĩnh lặng là vật thể duy nhất trong thế gian không có hình thể. Nhưng cũng chính vì nó không là vật thể, cho nên nó không thuộc về thế gian này. Khi bạn nhìn vào loài cỏ cây hay sinh thể con người từ sự tĩnh lặng bên trong của bạn, thì ai đang nhìn chúng ta chứ đâu có phải bạn? Chính là có một cái gì đó siêu hơn con người đang nhìn vào tạo vật của nó. Trong sách Tân Ước có nói rằng Thượng Đế đã sáng tạo ra thế gian và Ngài đã cảm nhận được trong sự tĩnh lặng mà không có tư duy. Hãy tĩnh lặng quan sát và lắng nghe, sẽ phát sinh một sự thông tuệ mà không hề có khái niệm nào ở bên trong bạn. Hãy để cho sự tĩnh lặng hướng dẫn tất cả những lời nói và việc làm của bạn. Chúng ta có thể đi khắp mọi nơi và làm đủ hết mọi chuyện, nhưng những hạnh phúc sâu xa nhất của ta không hề phát xuất từ việc đi thu thập những kinh nghiệm mới lạ. Hạnh phúc chỉ thực sự có mặt khi ta biết buông bỏ những gì không cần thiết và ý thức rằng ta lúc nào cũng đang an ổn trong ngôi nhà của mình. Hạnh phúc chân thật có lẽ không xa xôi, nhưng nó đòi hỏi ta phải có một cái nhìn mới, như là nơi nào hạnh phúc đang có mặt. Chúng ta cũng vậy. Đôi khi trong cuộc đời, chúng ta lại thích chọn những hành trình xa xôi khó nhọc, vật chất hoặc tâm linh hoặc là tình cảm, trong khi tình thương và hạnh phúc mà chúng ta hằng mong đợi có thể tìm thấy được bằng cách chỉ cần đơn giản là ngồi xuống thôi. Chúng ta bỏ cả cuộc đời để đi tìm một cái gì đó ta nghĩ là mình không có, một cái gì sẽ đem lại hạnh phúc cho ta. Nhưng cái chìa khóa của một hạnh phúc chân thật nằm ở việc thay đổi cái nhìn của mình về ở nơi nào mà ta nên tìm kiếm. Cũng giống như thiền sư Hakuin của Nhật từng viết, vì không thấy được chân lý gần kề, nên người ta cứ mãi đi tìm kiếm xa xôi. Tội nghiệp thay, họ cũng giống như một người đứng ngay trên dòng suối trong mà lại cứ than mình khát nước. Hạnh phúc thông thường được phát xuất từ những kinh nghiệm vui thích của ta, một sự thỏa mãn trong chốc lát khi ta có được cái mà mình muốn. Nhưng thứ hạnh phúc ấy cũng giống như một sự dỗ dành tạm bợ đối với những đứa trẻ con hay bất mãn, mau chán. Chúng ta đi tìm an ủi trong những sự sao lãng tạm thời, và rồi ta lại bực mình khi thấy chúng rồi cũng đổi thay. Tôi có một chú bạn nhỏ mới lên 4 tuổi. Mỗi khi chú ta tức tối hoặc không được những gì mình muốn là cả nhà vang dội tiếng khóc la của chú. Không có một ai còn thương con nữa hết. Mà người lớn chúng ta nhiều khi cũng thế. Khi ta không được những gì mình muốn hoặc có nhưng rồi mất đi, chúng ta cứ tưởng như tình thương trên vũ trụ này đối với ta không còn nữa. Hạnh phúc trở nên một vấn đề trắng đen, hoặc có hoặc không. Cũng như một chú bé 4 tuổi, lối suy nghĩ và sự phán xét của ta làm lu mờ đi cái nhìn sáng suốt của mình. Thông điệp của chúng là ta phải tìm cách để kiểm soát những khổ đau và mất mát của mình. Mỗi khi ta kinh nghiệm một nỗi đau tinh thần hoặc thể chất nào, ta thường cảm thấy rất cô đơn, như bị xa cách với loài người, với sự sống chung quanh. Nỗi hổ thẹn ấy vô tình xô đẩy tách rời ta ra một mình với nỗi khổ, trong lúc mà ta lại đang cần được nối liền với sự thống nhất. Hạnh phúc thì bao giờ cũng mong manh, nên nó thường đi kèm theo một cảm giác cô đơn và đôi khi là sợ hãi. Khi mọi việc đều suôn sẻ, khi chúng ta sung sướng và có được tất cả những gì mình muốn, ta thường cảm thấy có bổn phận phải bảo vệ nó, vì nó quá mong manh và bất định. Chúng ta cắt đứt không dám đối diện với khổ đau ở trong ta và kẻ khác,
vì sợ rằng nó sẽ làm hư hao hoặc phá tan sự may mắn của mình. Và cũng vì muốn bảo vệ hạnh phúc ấy mà nhiều khi ta ngoảnh mặt làm ngơ, không dám nhận diện tình nhân loại ở một người không nhà hay một người lang thang trên vỉa hè. Chúng ta quyết định rằng khổ đau của kẻ khác không ăn nhập gì đến mình hết. Chúng ta cắt đứt với những khổ đau trong cuộc đời vì sợ nó sẽ làm giảm thiểu hoặc tiêu hao đi hạnh phúc của ta. Và trong các tình cảnh thủ thế cao độ ấy, chúng ta tự trốn vào một sự cô đơn thảm hại đến nỗi ta không còn biết được thế nào là một chân ái hạnh phúc nữa. Tình trạng của chúng ta thật là lạ. Trong nỗi khổ, ta cảm thấy mình cô đơn, và trong hạnh phúc ta lại cảm thấy mình cô lập và dễ bị tổn thương. Cha ông ta có câu: lửa thử vàng, gian nan thử sức mạnh. Vàng muốn thật phải được thử lửa, niềm tin muốn có phải được thau rửa qua thời gian. Vậy cho nên chúng ta hãy im lặng khi thực sự cần thiết, nhưng đừng bao giờ im lặng trước sự bất công, trước những hành động sai trái đi ngược với chuẩn mực của xã hội, trước những tư tưởng cực đoan mưu lợi ích cá nhân. Có vậy, sự im lặng mới là vàng đúng nghĩa. Cuộc sống của chúng ta không thể thiếu giao tiếp và ứng xử giữa người với người. Vì thế, hãy học tập và rèn luyện lời nói cho hoàn hảo nhất, và học cách im lặng trong những tình huống khác nhau. Lời nói còn phải đi đôi với hành động. Hãy hành động thông qua lời nói, để cuộc sống chính chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp và hoàn thiện hơn. Đâu đó trên thế giới này, từ phố xá sầm uất đến triền đê lộng gió, từ những người đang ngao du nơi lưng đồi tuổi trẻ đến những người chậm rãi đón lấy ngọn gió già nua, và trong những vận hội biến cố, đều có điều gì đó đáng để nhân loại suy gẫm trong tĩnh lặng. Nhận ra ý nghĩa sáng ngời đằng sau hai chữ im lặng, tôi thiết nghĩ bản thân nên sống chậm lại, dành thời gian để ghé qua quán nhỏ bên đại lộ cuộc đời, cho cõi lòng những khoảnh khắc lắng động, để nghe thật trọn vẹn, đắm chìm trong những rung cảm trước thanh âm của người, của đời và của chính mình. Đối với vài người, một kinh nghiệm mãnh liệt nào đó có thể tống đẩy họ thoát ra khỏi sự cô lập ấy. Vào khoảng 250 năm sau thời Đức Phật, có một vị vua tên là Asuka. Trong những năm đầu dưới triều đại của ngài, Asuka là một vị vua tham tàn và khát máu, có tham vọng muốn bành trướng đế quốc của mình. Ông không bao giờ cảm thấy được hạnh phúc. Một hôm, sau một trận chiến đẫm máu để giành thêm lãnh thổ cho đế quốc của ông, vua Asuka lang thang trên bãi chiến trường một mình, giữa một cảnh tượng hải hùng, thấy người và thú vật nằm dương dãi khắp nơi, có xác đã sình thối dưới sức nóng mặt trời và bị những con chim đói rỉa móc. Vua Asuka chợt cảm thấy kinh hoàng trước cảnh tượng tang thương do chính mình tạo nên. Vừa khi đó, có một vị sư chậm rãi đi thiền hành ngang qua trên bãi chiến trường. Vị sư không hề nói một lời nào, nhưng con người của ông tỏa chiếu một sự an lạc và hạnh phúc. Nhìn vị sư, Asuka tự nghĩ: tại sao ta có hết tất cả những gì ta muốn trên thế giới này mà lại vẫn cảm thấy rất khốn khổ, trong khi vị sư kia không có gì ngoài chiếc y và bình bát mà trông có vẻ thảnh thơi và an lạc giữa một khung cảnh bi đát như thế này. Và trên bãi chiến trường ấy, Asuka đã có một quyết định thật to tát, ảnh hưởng đến lịch sử của loài người. Ông đi đến vị sư và hỏi: thầy có an lạc không? Nếu có thì làm thế nào mà ngài được như vậy? Và vị sư không có gì hết trình bày giáo pháp của Đức Phật đến cho vị vua có hết tất cả. Sau cuộc gặp gỡ ấy, vua Asuka trở thành một Phật tử thuần thành, hết lòng tu tập theo giáo lý Đức Phật, cũng như hoàn toàn thay đổi đường lối cai trị của ông. Ông thôi không còn đem quân đi xâm lấn những xứ khác nữa. Ông cũng không để cho dân chúng bị đói kém. Vua Asuka đã tự chuyển đổi từ một bạo chúa trở thành một đấng minh quân
nổi tiếng là công bằng và bác ái. Ơn đức của ông còn lưu lại cho đến ngàn đời sau. Chính những người con trai và con gái ruột của vua Asoka đã có công mang đạo Phật từ Ấn Độ vào Tích Lan. Giáo pháp của Đức Phật cắm rễ nơi này, từ đó lan truyền sang Miến Điện, Thái Lan rồi khắp nơi trên thế giới. Ngày hôm nay, cơ duyên của chúng ta còn được tiếp xúc với Phật Pháp sau nhiều thế kỷ và qua nhiều nền văn hóa, cũng là một quả trái trực tiếp của sự chuyển hóa của vua Asoka. Sự thảnh thơi và an lạc của một vị sư mấy ngàn năm trước vẫn còn ảnh hưởng đến thế giới chúng ta ngày nay. Sự tĩnh lặng của một người đã thay đổi hẳn hướng đi của lịch sử và đem lại cho chúng ta con đường đi đến hạnh phúc của đạo Phật.